Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Bảo Châu Lex. Và ngày hôm nay thì Đức Anh sẽ giới thiệu đến cho quý bạn một trong những bộ dàn karaoke gia đình cao cấp. Và bộ dàn này thì đang sở hữu một trong những cặp loa rất là hot tại Bảo Châu Lex, đến từ thương hiệu Italia. RCF và phiên bản E-Max 3110 chính là cặp loa trong bộ dàn ngày hôm nay. Và quý bạn có thể thấy được ngay bên cạnh tôi chính là một chiếc loa bản E-Max 3110 vẫn còn nguyên đai nguyên kiện. Và với rất là nhiều những cái công nghệ được tích hợp trong cái dòng loa RCF này. Và công nghệ đáng chú ý nhất trên dòng loa này chính là công nghệ FPL, hay còn gọi là High Power Output. Công nghệ đưa ra cái công suất đầu ra rất là lớn, với cái cường độ âm thanh đầu ra cho bản E-Max 3110 này có thể lên tới 128 dB. Và ngay bây giờ tôi sẽ đập hộp cái sản phẩm này để quý bạn cùng chiêm ngưỡng chi tiết về dòng loa E-Max 3110 và tổng thể bộ dàn karaoke gia đình cao cấp ngày hôm nay. Bộ dàn karaoke gia đình cao cấp 01 sở hữu cặp loa RCF bản E-Max 3110. Dòng loa này thì được thiết kế với thùng loa làm bằng gỗ bạch dương cao cấp, phủ một lớp sơn đen. Mặt trước thì chúng ta có thể thấy điểm nhấn chính là cái căng bằng kim loại này rất là dày và được đan hình tổ ong. Phủ lớp sơn tĩnh điện để bảo vệ củ bát cũng như củ chép của loa. Logo của thương hiệu RCF thì được mạ chrome sáng bóng và có thể xoay 360 độ tùy vào vị trí đặt loa. Mặt sau của loa thì được bố trí khá là đơn giản với hai vị trí cặp bắt loa, tên sản phẩm cũng như là tem phân biệt chính hãng chúng ta có thể thấy được ở đây và in-make của sản phẩm. Dòng loa E-Max 3110 là dòng loa với kết cấu là gồm hai đường tiếng, bao gồm một loa bát 25 cm sử dụng 5 châm đơn và với cái cuộn âm là 6,35 cm, chịu nhiệt rất tốt và cho tiếng bass rất là sâu. Kết hợp với một loa chép họng kèn với đường kính là 2,5 cm. Dòng loa này thì cho cái mức công suất RMS đạt 300W và chúng có cái giải tần số đáp phiến khá là rộng, từ 60Hz cho tới 20.000Hz. Kết hợp trong bộ dàn này chính là sự kết hợp với một chiếc cục đẩy công suất đến từ thương hiệu BIK, mẫu VM620A. Đây là dòng cục đẩy 2 kênh với mức công suất đầu ra ở 8 ohm là 600W trên một kênh. Và nó sử dụng cái công nghệ là mạch Class H và nguồn xuyến, tạo ra chất âm cũng như giải bass rất là chắc, tiếng rất là hay. Và không thể thiếu trong cái bộ dàn này chính là một cái thiết bị xử lý âm thanh vang số. Và đây là một trong những mẫu vang số mới nhất, hot nhất của thương hiệu BIK, BPR8500. Đây là mẫu vang số với nhiều cái công nghệ cực kỳ thông minh được hãng BIK cho ra đời. Và nó sẽ giúp chúng ta có thể hát karaoke hay hơn, xử lý độc lập và có thể hiệu chỉnh, cắt díu dít tiếng mic 100%, giúp chúng ta hát karaoke hoàn toàn yên tâm và dễ dàng sử dụng với rất nhiều các chế độ mode khác nhau. Và đương nhiên rồi, mỗi một bộ dàn karaoke hát thì chúng ta không thể thiếu được một bộ mic không dây. Và bộ dàn này thì đang sở hữu một trong những bộ micro không dây hot nhất tại Bảo Châu Lex trong những năm vừa qua. Chính là sản phẩm BCE Acoustic UV12, một trong những sản phẩm mà được rất là nhiều khách hàng lựa chọn và bán chạy nhất tại Bảo Châu Lex. Đây là dòng mic với thiết kế khá là đẹp mắt và sử dụng cái tần số sóng siêu cao UHF. Ngoài ra thì dòng mic này cho phép chúng ta có thể dò tần số tự động này. Nó có cảm biến tự ngắt trong vòng từ 3 đến 5 giây và cảm biến gia tốc. Chất mic của dòng BCE UV12 này thì không phải bàn cãi nhiều, bởi vì nó đã được rất là nhiều khách hàng tin dùng bởi chất âm ấm và tiếng sạch sáng ở những cái giải cao, giúp chúng ta có thể hát karaoke một cách dễ dàng nhất. Để tăng thêm cái uy lực cho giải bass thì bộ karaoke gia đình cao cấp 01 ngày hôm nay thì kết hợp với một dòng loa súp điện đến từ thương hiệu Antu, mẫu TS312S. Đây là dòng súp điện bass 30 và là bass mặt, cho ra mức công suất RMS theo như nhà sản xuất là tới 1000W, max có thể đạt tới 2000W. Dòng súp điện TS
312S này thì sở hữu cái mạch gọi là mạch Class D, một trong những mạch công suất mới nhất ở thời điểm hiện tại, với cái giải tần số đáp tuyến từ 44Hz cho tới 95Hz, cho ra cái giải âm thanh rất là trầm ấm và rất là mạnh mẽ. Và chúng ta sẽ điểm qua lại tổng thể tất cả các thiết bị trong cái bộ dàn karaoke gia đình cao cấp 01 ngày hôm nay, với cặp loa RCF E-Max 3110 bát 25 với mức giá hiện tại thì rơi khoảng 19 triệu đồng, kết hợp một cục đẩy BKVM620A có mức giá là 6.990.000 đồng, mẫu vang số BK BPR 8500 với mức giá là 6.390.000 đồng, và bộ micro không dây BCLX 12 có mức giá là 3.800.000. Mẫu súp Anto TS312S hiện tại đang có mức giá là 9.290.000 đồng. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị các bạn hãy cùng Đức Anh ghép và chúng ta cùng test thử cái bộ dàn karaoke gia đình cao cấp ngày hôm nay. Như vậy là vừa rồi chúng ta đã trải nghiệm được âm thanh của bộ dàn karaoke gia đình cao cấp 01 ngày hôm nay. Và bộ dàn này đang sở hữu những cái thiết bị cũng như những đôi loa rất là nổi tiếng của các thương hiệu Italia, cũng đẩy vang số đến từ thương hiệu BK của Nhật Bản, mẫu mic BCE và dòng loa siêu trần Anto đến từ thương hiệu của Mỹ. Và chắc chắn rồi, bộ dàn này đang nằm trong chương trình khuyến mại cực sâu tại Bảo Châu Lake, và mức giá hiện tại của bộ dàn này rơi vào khoảng tầm 43.900.000 đồng. Là quý vị bạn có thể sở hữu ngay một bộ dàn karaoke gia đình cao cấp, có thể chơi trong vòng diện tích từ 15 cho đến 25 mét vuông. Ngoài ra, khi quý vị bạn sở hữu bộ dàn này thì chúng ta sẽ được tặng kèm theo một bộ combo quà tặng rất hấp dẫn trị giá 1.299.000 đồng, bao gồm 10 mét dây loa trị giá 250.000 đồng, một bộ pin sạc trị giá 449.000 đồng, 3 dây ca lông trị giá 300.000 đồng và một bộ giá treo loa trị giá 300.000 đồng. Nếu quý vị các bạn yêu thích bộ dàn karaoke gia đình cao cấp 01 ngày hôm nay, có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline 19000255 của Bảo Châu Lake, hoặc truy cập website baochaulake.com để có thể đặt hàng và được giao hàng miễn phí trong vòng bán kính 30 km. Ngoài ra, chúng tôi có hỗ trợ trả góp trên toàn bộ showroom của Bảo Châu Lake trên toàn quốc. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video này của chúng tôi. Hãy ấn like, share và đăng ký theo dõi kênh YouTube của Bảo Châu Lake, và đừng quên nhấn vào nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Bạn lo lắng về giá thành, băn khoăn khi mua sản phẩm trả góp, bạn sợ lãi suất cao hay phân vân về thủ tục? Bảo Châu Alex sẽ giúp đập tan nỗi lo đó với chương trình trả góp lãi suất thấp. Bạn sẽ thả ga mua sắm, chỉ với 10% trả trước, bạn sẽ sở hữu ngay dàn âm thanh karaoke. Đừng bỏ lỡ!